Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, thời tiết ở Nam California rất là mát mẻ, thích hợp cho việc đi chơi. Thì hôm nay em có hai loại chanh dây trước mặt, đây là màu tím và vàng. Và bên cạnh đây là những em mận mới sáng nay chú khách hàng tới tặng cho em một rổ mận. Dạ em đã cắt hai trái chanh dây ra rồi. Thì em nêm nếm thì em thấy rằng là hai cái đều chua. Nhưng mà cái anh vàng này thì chua ít hơn. Còn cái anh tím thì là chua nặng hơn. Nhưng mà hai cái thì rất là thơm. Anh vàng thì thơm hơn chút. Đó. Đó là review của em thì đây em để sẵn cái cup ở đây rồi, tí em pha nước em uống. Chanh dây thì có rất là nhiều vitamin C. Rất là tốt cho sức khỏe. Để em mix lên cái ly nước nha. Đây hôm nay dẫn cả nhà mình tới tới thăm vườn của chú. Đây là tình cờ thôi mà không ngờ chú mời ra vườn sau này. Nói thật là đây là tại Nam California nhá, tí nữa mọi người sẽ từ từ sẽ ngạc nhiên, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ luôn đó chú. Nhãn này nhãn trồng trên đồi ra trái luôn. Trái quá trời luôn. Cái này chỉ là một cái ngạc nhiên nhỏ nhỏ thôi. Hoa tím này. Hoa này phải hoa bằng lăng không chú? Tôi không biết. Vậy giống như hoa bằng lăng tím. Gấu beo đi cẩn thận nhá, nhà ông ở trên đồi. Ô à, cái vải này có bông rồi nhưng mà chắc con nghĩ nó nóng quá nên là nó bị cháy. Nó cháy đó. Dạ, nó có cháy luôn à chú? Có cháy luôn. Ô vậy hay quá. Dạ, nhãn vải rất là nhiều luôn. Nhà cô chú nào mà có cái diện tích giống như nhà chú đây mà trên đồi á thì cô chú nhìn kỹ này. Cải tạo đất mà cũng tốn kém đó. Gấu beo ơi, gấu beo phải đi đằng sau mấy ba đi. Vâng, mít tô nữ. Chú có đầy đủ các loại cây. Thôi đừng đừng đi nữa con. Beo ơi, beo đừng đi nữa beo. Chuối, chuối này chuối gì chú? Chuối sứ rồi. Con nghĩ chuối sứ vàng chín vàng. Chứ không phải chuối sáp. Thôi con quay lại đi với ba đi. Để mẹ mẹ quay lại. Đây đi quay lại đây. Ôi, trời ơi hai đứa này nó vào nó phá. Rồi đi lại kia đi. Hết hết đường rồi ngõ cụt rồi. Có bụi chuối này. Đằng sau chú là nguyên một cái passion fruit. Purple hả chú hay là yellow? Nó purple. Ồ purple. Đấy à, trên đồi này từ trên đồi nhìn xuống nhà chú. Rất là cảnh rất là đẹp luôn. Có cả nô cốt là cốt thì ghét luôn. Vậy là cháu không thích cây này. Nó lan ra nhiều lắm. Còn bên này cây khế. Cây này cây gì chú? Cây này cây cảnh hả? Cây cảnh. Dạ cây cảnh. Cây nô cốt này là mất diện tích lắm. Còn đây cây đào. Cây đào nhưng cũng trồng chơi thôi. Cây đào thì đến mùa xuân thì rất là đẹp luôn. Và nhìn cái cảnh hoa đó. Rồi đây là cây tùng hay cây gì đây? Cây tùng. Nhiều lắm. Ôi cải tạo cái chỗ mà đất đồi này ra chỗ này là hơi bị tốn kém luôn đấy. Nhìn là biết ông chủ là hơi bị là đầu tư để ông chủ vườn đây. Ông chủ vườn còn có một ngạc nhiên nữa. Bưởi rất là nhiều luôn. Đây cây nhỏ xíu thôi. Còn bên này là ốc biêu cả nhà ơi. Nè, ốc biêu. Ốc biêu đây đúng là đây là trứng ốc biêu ạ. Đây. Con này. Ô có con ốc biêu luôn. Để nó rớt đi. Dạ bên này nữa nhiều quá nhiều luôn. Hay quá sao chú trồng giỏi vậy. Chú nuôi cái cây bên cạnh là hai em a cha cha chắc 10 năm nữa mới có trái quá. Chú mua được 3 năm rồi đấy. Trồng cho nó vui thôi. Dạ vâng. Chưa lấy cái lá này. Dạ. Bậc thang này. Con lên lên nhà chú là con cảm giác là con đang đi vào cái khu vườn của Nhật Bản đấy chú. Dạ. Đây giống y chang luôn chú, đi dài rất là đẹp luôn. Cái này cho cắt lá này cho nuôi ốc. Vâng, cái cây này cũng đẹp mà bên cạnh là đặt một cây bức tượng. Rất là đẹp luôn. À, ông chủ này hình như là có làm về nghệ thuật. Đây là cây trúc, cây tre luôn cả nhà. Wow, bên này là cái cây gì? Cây này cây ra cây dại thở chú. Cái đó cái vải cái sung, cái bít. Không, cái gì của cái ngọt đó. Pit. Oh, pit. Dạ, pit.
Còn cái cây này là cây gì chú? Giống như kiểu lá dứa đấy, phan đần là cây gì đây? Không, cái này, cây này không. Cây dại, không vâng. Cây này hình như con thấy là người Spanish dùng để làm cái gì đây này, chứ không phải cây dại đâu. Nó có nhiều cái công dụng. Đây này, có cái ai thích ăn măng là trồng một bụi là có cái chồi măng lên kìa. Đây, giờ đứng đây nhìn nè, bị nghệ thuật luôn. Đó, thác nước. Sen chưa ra hoa. Ra hoa chưa chú? Có lúc ra hoa nhưng mà bây giờ mình tới là bị đen rồi, nó không có hoa. Đó. Đây nè, chú còn nuôi con chim gì trong đây chú, rồi con thấy đẹp lắm mà nó đâu mất rồi. Nó chạy đâu mất rồi. Con gì không biết. À đây nó trên đây. Kia cả nhà ơi. Ồ, chú cũng enjoy thế không biết. Đây trời ơi, quê hương đây là chùm bưởi. Đó, đẹp chưa? Bưởi quá trời bưởi luôn. Cóc nữa. Đây cây cóc của nhà chú, cây cóc bự lắm. Chú trồng bao nhiêu lâu rồi chú? 400 năm rồi. 400 năm rồi. Mà chú cắt đít chậu chú thả xuống đất đúng không? Cắt đít thả xuống mà ở trên đồi nhá, nhà trên đồi đó chứ không phải là nhà dưới mặt bằng đâu. Trồng mà quá giỏi, bưởi thì rất là nhiều. Góc nào cũng thấy bưởi. Sao bu chê, nhãn. Chú trồng hay quá mà rất là đẹp luôn. Bưởi. Cây gì chú? Em công. Các thứ. Cây này có trái cho chú, cây bơ nè. Có trái rồi. Nhà. Có hai cây bơ. Đây nè. Cũng có mấy bức tượng để bên cạnh. Rất là đẹp luôn. Cái cây pear. Asian pear. Sao chú? Ồ, cây này là white sabote. Hay là gọi là cây bánh kem. Con gì nó ăn rồi chú? Ồ, cái bọn sóc mà nó ghê gớm lắm. Mà chưa ăn được phải không chú? Phải cho nó chuyển máu. Phải nó vàng nó phá. Dạ. Dạ. Ồ, mấy cái cây này chú để vào trong cái chậu này đẹp quá này. Đây. Đẹp quá đẹp. Wow, nhà rộng. Chắc thời gian chú cứ ra đây là hết một ngày luôn. Cái cổng đi vào rất là đẹp luôn. Đó, dàn hoa. Dàn hoa trước cổng. Cái hoa này con thấy đẹp quá. Nó giống như hoa phượng. Giống như hoa phượng nhưng mà lại không phải hoa phượng. Rồi, nguyên một cái hồ nước kìa, có tượng tượng Đức Mẹ nữa chứ. Phải tượng Đức Mẹ không chú? Đẹp quá. Đây là ở trên là núi, ở dưới là thác đổ. Xong rồi chim chóc rồi đậu đầy trên cây nè. Mà không bao giờ bay, cứ đậu đây thôi. Đuổi kiểu gì cũng không đi, cứ đứng ở đây nè. Quý ông chủ quá mà. Bưởi. Trời ơi, cái hồ nước của chú mới là đẹp đấy chứ. Đấy, nhà thì dài rất là đẹp luôn. Bưởi. Con nghĩ bưởi này gọi là bưởi ổi đấy chú ạ. Cảm giác như đang đi vào công viên. Công viên chứ không phải là bảo là đi vào chỗ nhà thường, nhà dân thường nữa. Vừa là kiến trúc hiện đại và lại cây của Việt Nam mình á. Đó, đây là sabuche, hai cây to đang ra bông rất là nhiều và đang đậu trái non. Sành à. Còn bên này là đó, chú cũng đi dài. Cái cây hôm nay ra hoa màu gì chú mà chưa thấy hoa nhỉ? Màu vàng. Màu vàng đẹp lắm. Đấy, bên cạnh cái kiến trúc cổ kính thì có luôn cái dàn cây này gọi là mướp đắng. Hơi bị hay, xen kẽ hơi bị hay luôn. Hay quá chú. Chú ấy hình như mướp đắng này ăn cái đọt được đấy chú ạ. Ăn được. Ai mà bị đau nhức mà bị đó. Giống đó, con giống ăn đó. Ăn lá này nó đỡ. Dạ, đấy, đẹp chưa. Còn bên này cây mận luôn. Cây mận. Cái gì kinh? Bữa nay kinh công. Ngọc có trái không chú? Tôi mới mua về thôi. Chú mới mua về chưa có trái. Dạ. Đâu đi đâu đấy? Quá trời cây luôn. Đẹp quá nhà chú, cái view đẹp quá. Nè. Vèo hát cái gì ấy? Bên này là chú hình như thích ăn cha 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 hay sao á. Mà chú trồng ở trên kia hai cây, ở dưới đây hai cây. Cộng theo là hai cây. Ô, măng cụt. Đâu, vũ sữa cái gì? Vũ sữa tím. Đang có hoa. Hai cây vũ sữa đang có hoa. Rồi một cây nho thân gỗ. Bên này là cây trúc. Cái gì? Măng cụt này cũng chục năm á. Lâu rồi ta. Ở dưới là... Cậu này là 60 năm được không? Dạ, 60 năm. Trên là đại vàng, ở dưới là... Chỉ có cái 65 với có cái lớn hơn 65 năm không? Hay là chỉ 65 thôi? Cháu có 65 là to nhất. Chuẩn bị cháu có chậu 100 ra lông.
trong cái lóng kia hả? Dạ. Dạ con cá bữa nay con mua cái chậu vuông. Chậu vuông, chậu này cao quá chú, chậu này tốn đất lắm. Đây nè, trên này nó có cây cây khế để đi lên trên này cho cả nhà coi. Cây quýt chỗ chú trồng cây rất là giỏi luôn. Ở trên là đất đồi nha, đất đồi mà chú cải tạo đâu vào đấy. Đây nè, khế có trái. Khế thì dễ ra trái không cô chú ạ? Nhiều trái lắm, trái non đầy ở trên nữa. Trồng ở đồi núi nè. Đó. Hoa khế. Quýt. Quýt và bưởi rất là nhiều luôn. Rồi che đi mua nhà nhiều lắm, ổi. Ở này chắc ổi Thái Vương. Chú trồng cũng nhiều lắm. Yeah, view đẹp. Thôi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Đây trước mặt cửa, mặt tiền của nhà chú có một con sư tử rất lớn. Rất là đẹp luôn. Đi dài phong cách châu Âu. Đẹp lắm. Một em nhất chi mai đứng cạnh em sư tử. Đây nè. Cây ở đây phong cảnh khí hậu rất là đẹp ở trên đồi luôn đó. Mát mẻ này chú nhờ. Nóng rồi chú, cháu thấy mát mà. Vậy hả? Ở dưới này, ở dưới này. Ở chỗ này thích yên bình. Đây mẹ đang quay phim con. Cô phim muốn sao bật đi. Đẹp quá, gấu đứng lên mẹ quay phim gấu nè. Gấu hôm nay đi đến đâu? Gấu đang ở đâu vậy? Ở nhà khách hàng. Nhà khách hàng đẹp không? Dạ. Thích không? Dạ. Thế lớn lên chịu khó kiếm thiệt nhiều tiền làm đẹp giống như nhà khách hàng nhé. Thằng gấu nói sao? Đi xuống đây ngã đấy. Nhà khách hàng đẹp quá, gấu phải khen nhà khách hàng đẹp quá.